Lãnh đạo vùng Catalonia Carles Puigdemont sẽ mất toàn bộ quyền lực và ngừng nhận lương khi Thượng viện Tây Ban Nha thông qua việc áp đặt quyền lãnh đạo trực tiếp của chính phủ trung ương đối với khu vực này. Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Soraya Sáenz de Santamaría hôm nay đã khẳng định như vậy. Theo đó, một đại diện duy nhất có thể tạm thời được chính quyền Madrid chỉ định để lãnh đạo khu vực Catalonia khi thực hiện điều 155 Hiến pháp Tây Ban Nha. Thượng viện dự kiến sẽ thông qua biện pháp này vào ngày 27 tháng 10. Đây sẽ là lần đầu tiên trong 4 thập kỷ chính quyền Madrid sử dụng hiến pháp để giải tán chính quyền khu vực và kêu gọi tổ chức bầu cử sớm. Về phía chính quyền Catalonia thì khẳng định chỉ có người dân ở đây mới có quyền thay đổi các cơ quan của vùng này.